Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào. Xin chào quý vị và khán giả của kênh Tuấn Hiệp TV nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cái bản Karianga, cách trung tâm thành phố khoảng tầm độ 7 cây số thôi mọi người ạ. Thì nhưng hôm trước mình cũng chia sẻ với toàn thể quý vị khán giả là ở cái bản này thì là một cái bản mà mặc dù gần trung tâm thành phố nhưng mà lại không còn nước sạch để dùng á mọi người. Ngày hôm nay thì mình cũng dẫn chú Thông đi xuống dưới cái bản này để chú cháu mình đang có một cái dự án là sẽ tìm lại cái sự sống chú này, tìm lại cái sự sống, nói chung là nói như thế mang nguồn nước sạch là mang nguồn sự sống đến cho. Mấy ngày nay thì bác số 3 bác đi lên trên rẫy á mọi người, nên là chú cháu mình không xuống để mà liên hệ trực tiếp với bác số 3 để mà triển khai cái dự án ấy. Thì hôm nay cũng rất may mắn là bác ấy ở nhà rồi. Đấy. À, bon dia señor. Muito bom dia, señor. Eu de facto chamo Joaquim, sim. Antônio, sim. João Camanha, sim. Soba deste bairro de Karianga. Sim, sim. Que dista cerca de 8 quilômetros da cidade de Ndalatando. Ah, sim. Ndalatando. Então, nós temos aqui a nossa OMA, ah. A nossa OMA de Karianga. Ah, sim. Temos o nosso lesador da água. Ah, sim. Sim. Pode dizer o nome? Bom dia, senhor. Eu sou a dona Domingas Pereira Antônio Miguel. Sim. Pode ser falar mais alto porque para apanhar o micro, já. Sim. Ah, sim, sim. E senhor Thông, chama Thông. Thông, Thông. Nome Thông. Thông. Yeah. Okay. Ele vive lá no Alemanha. Alemanha. Tem dia eu venho aqui visitar o bairro e infelizmente não encontrou água saída aqui e pergunta a alguma povo aqui, disse aqui não tem água já há muito tempo. Sim, depois eu também fazer vídeo aquele dia. Então, nessa tio vivo lá na Alemanha, ele assisti. Depois ele vem aqui, quero ver poder que ajuda alguma coisa aqui para poder procurar mais água limpa aqui. Yeah. Coisa. Muito obrigado. Gostei muito. O gesto dos países estrangeiros que pretendem investir em Angola, ajudar o povo angolano para que o povo angolano desenvolva nas suas extremas condições que os estrangeiros queiram nos ajudar. Yeah. Muito obrigado. Bác số 3 bác bảo là rất là cảm ơn chú khi mà từ một đất nước xa xôi mà chỉ có nhìn qua cái video của cháu mà biết cái bản làng này đang khó khăn thì chú ở bên đấy sang bên này để hỗ trợ giúp đỡ. Cảm ơn vì cái sự nhiệt tình của chú cũng như là trân quý cái điều đấy rất là nhiều ạ. Dạ. Không sao, không sao. Não tem problema. Disse não tem problema. Não tem problema. Obrigado. 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 Ah, soba, eu quero perguntar aqui qual é a dificuldade aqui no bairro? Nós temos muitas dificuldades. Ah, sim. A primeira dificuldade que nós temos é a água. A água, né? Água. Sim, água é a primeira importância. A importância sim. Da vida yeah. De qualquer ser humano, vivo sim. Ou não. Uhum. Então, a segunda dificuldade é nós estamos com problema de agricultura. Ah, sim, agricultura mecanizada. Ah, quer dizer que esta agricultura mecanizada, nós precisamos de tratores para poder cultivar a terra. Ah, sim. Porque nós temos aqui, para além de nós, temos aqui as nossas mães de terceira idade, que já estão velha. Em que já nem consegue mais cavar a terra. Então precisa agora ajuda das máquinas para conseguir fazer o lançamento das suas sementes. Das suas sementes. E outro é o transporte. As vias, os caminhos que saem dos campos agrícolas para aqui estão totalmente estragadas. Então não consegue sair viatura
daqui para lá, os campos, para poder conseguir buscar os produtos. Ah, sim, os produtos. Então, a cabeça já está cansada. Já, é mesmo, está cansado mesmo. É verdade. Sim. Mas é importância, é a água. Mas não, a primeira importância, sim, que nós queremos que seja resolvido mais rápido, yeah, mais rápido mesmo, é a água. Sim, sim. Porque a chuva está próxima. Ah, yeah. Então aqui no bairro não tem água há muito tempo? Não, não tem, não tem. Não tem. Então a água vai buscar onde? Roubaram aí a bomba, sim. Já estamos há um ano. Então, a água que o povo está a beber é mais aí ao fundo, naquelas palmeiras além. Então, ali onde tem uma cacimba, onde pode a população cartar água. Mas tem que sair 4 horas, 3 horas da manhã. Uau, só assim? Sim, para encontrar a água limpa. Esta hora está suja. Muito suja. Muito suja. Então, o pai pode me levar a... Podemos. É bom ver. É bom ver. Para eu que também ver. Também, tio, também quero lá. É bom ver. Então, posso ir lá agora. Só falar, não ver, aquilo não é nada. Sim, sim. Então, posso ir lá agora? Podemos, podemos. Ah, não tem problema. Cái cái những cái điều mà của bà số 3 nói thì có lẽ là cháu sẽ về cháu dịch lại cho chú sau, hoặc là đi trên xe thì cháu sẽ dịch cho chú sau, để không có kéo dài cái thời lượng của video ấy. Với cả bây giờ là cháu cũng muốn là chú cháu mình đi ra cái chỗ mà cái nguồn nước mà họ sinh hoạt trong vòng gần 2 năm đây, tại vì cái máy bơm này là mất khoảng tầm độ gần 2 năm rồi. Thì trong 2 năm nay thì họ lấy nước ở trên cái một cái vùng nguồn, nói chung là vùng lây ở trên này chứ không phải là con suối đâu. Thì bây giờ chú cháu mình đi ra để xem thử coi nó thực hư như thế nào chú nhá. Okay. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài kia xem nha mọi người. Dạ vâng, một lần. Vâng, một xem. Hiện tại thì mình phải dừng xe ở phía bên này mọi người này. Đấy. Tại vì còn phải là đi bộ vào trong kia một khoảng xa nữa ấy. Từ đấy mà lên đấy thì mình nghĩ là khoảng tầm độ gần một cây đấy. Gần một cây số đấy. Xa xa kia thì có một số người cũng đang đi lấy nước đấy. Đấy. Ở ngay cái khúc này thì sẽ phải đi vào nữa nha mọi người. Chứ không phải là nằm ở gần ngoài này đâu. Mà phải đi vào sâu vào trong này một chút. Senhor Soba, ainda longe? Não. Não, muito longe não. Na longe? Não. Está quase chega? Sim. No caminho. Sim. O povo passa para ir... Catar água. Catar água. Sim. Aqui não tem rio, não tem nada? Não, não tem nada. Aqui assim, não temos rio. Assim fazer a planta, a coisa está meio difícil. Fazer planta? Sim, planta só... hortícola? A hortícola aqui é difícil, por falta de rega. Já rega. Sim. E nosso bairro é planta qual é mais coisa? Mandioca, milho? A nossa planta, que nós plantamos aqui no bairro, é a mandioca. É a mandioca, é a jinguba, o milho, o macunde e o feijão. Sim, sim, sim. São esses produtos que a gente plantamos aqui. Semeamos aqui. Yeah. Sim. Pode andar para aí. Dá vontade, dá vontade. Aí đường khá là chật. Dạ, cỏ tranh ở bên này nhiều. Máy có cái cỏ tranh này nên là người dân ở đây họ cũng dùng cái cỏ tranh này họ lợp ấy chú. Hôm nay mà làm dãy mà trồng cấy cái cỏ tranh này. Dạ. Chất vả lắm. Này thì bác số 3 bác bảo là nếu mà muốn ra đây lấy nước là phải dậy từ lúc 3 giờ sáng hoặc 4 giờ sáng. Thì lúc đấy là ra ngoài này mới lấy được cái nước sạch ấy. Còn nếu mà đi muộn ấy thì đấy, sẽ là đục. Đấy.
Aquí. Aquí. Quate. Này, như này bùn đất này kia. Đây, đây là cái chỗ mà người dân ở cái làng Carianga xuống dưới này lấy nước đây mọi người. Ờ, toàn bộ nước ở cái khu vực này đây. Chỉ có một cái vùng rất là nhỏ luôn. Này này. Chỗ này đứng mùi nó rất là hôi. Đấy, mùi hôi. Này nước này. Đây này. Đây là cái phân nước kiểu như nó trôi xuống đây này. Bao nhiêu là rác rưởi này. Chưa nói bên đấy. Trên này. Bên trên này rồi. Ôi, còn, ở đây thì toàn bộ người dân họ cũng lấy nước lên đấy để họ rửa ráy đây cả kiểu đây này. Bắt đầu rồi là đào những cái rãnh nhỏ nhỏ chảy xuống. Đấy, chảy theo như thế này này. Chảy xuống dưới này lại vòng một vòng lại xuống ngay chỗ này luôn. C'est délicieux aquí. Ele baña aquí, lava aquí, sí, todo aquí. Después agua ven más aquí. Vuelta más de nuevo la. Otra agua ainda más aquí. Bañar aquí, lavar aquí, todo aquí. Después vuelta de nuevo la. Toda agua vuelta más allá. No, sí. Cavalo da ele sai otro lado. Después now da ele entra más aquí para usar eso. Isso é cavar esta parte toda, sim. Fazer uma vala grande aqui, mais aprofundada, para as águas irem para lá. Sim, tem que fazer isso. Fazer isso. Agora a chuva também, isso não tem nada a ver. Chuva estraga tudo. A chuva estraga porque vem assim. Sim. Toda a água que sai lá, entra aí dentro. Đây này mọi người, chẳng hạn như cái chỗ này nếu mà vào mùa mưa ấy, là nước toàn bộ là sẽ trôi thẳng xuống cái lỗ này luôn. Thẳng xuống ngay cái chỗ mà vùng nước để lấy ấy. Đấy, trôi xuống hết chỗ này. Đấy, xung quanh đây nó cao hơn đấy mọi người. Ờ, khả năng là tấp luôn đấy. Tấp tịt luôn đấy chú nhà. Quá khổ. Mình không thể tưởng tượng ăn cái nước này. Cái này ăn vào sao mà không bệnh tật. Đây này, nước này mọi người. Quá bẩn quá dơ. Isso tudo, isso consumo mesmo, beber mesma coisa. Beber, cozinhar, lavar a louça, beber, lavar a roupa. Beber mesmo essa água. Pronto, é tudo. Beber nessa água. Beber mesmo. E coisa, soba também fala com o povo lá no bairro. No bairro. Água tem que ferver? Desinfetamos. É. Ferver ou não ferver? Tem fervido um pouco. Não. Alguns fervem, alguns que têm paciência de tratar a água, fervem. Aqueles que não têm paciência é mesmo tirar. Beber aquele... mesmo diretamente. Beber diretamente. Đấy, có một số người thì họ lấy về họ. Là mùa mưa ấy, thì nước nó ngập đến đâu. Isso a tempo chuva ele chega onde? Isso. Pelo menos ele, o nível tem chegado aqui. Sim, ele depois ele sai mesmo. Sim, ele sai da, entra, không, cái này là họ cũng đào cái rãnh đấy này chú này. Thì đây nước thì rãnh là nước chảy ra. Không có nước là rãnh lại chảy xuống. Vâng, không còn nước thì người dân dùng đấy đây chẳng hạn như đấy lên nước nó lại chảy xuống, chảy một vòng lại. Khán giả xem này. Không thể tưởng tượng là cái nước này mà người ta ăn được này. Bùn đất này. Trời ơi, này, nhìn này. Đấy. Không mưa thì nó tự chảy xuống, chưa có nói là nó mưa nhỏ một tí thì thôi, xung quanh này là cái rãnh này nó chảy xuống đây thì cái hố này là không phải là hố nước để ăn mà là hố đựng vi trùng. Một ổ vi trùng nó nằm ở đây. Khổ nhỉ. Mình không tưởng tượng được. Như ở Việt Nam mình thì thường là không có nước thì mỗi nhà họ sẽ đào giếng, tìm cách đào giếng. Nhưng ở bên này thì họ không biết đấy. Như ở bên này đấy, chính là cái dự án này sau cái này này. Yeah. Mình sẽ chỉ cho họ cách đào giếng. Yeah. Mỗi một làng ấy. Yeah. Là người ta có thể tự đào giếng được. Đấy. Để lấy nước sạch. Vì giếng nó sâu xuống dưới là nó qua cái tầm địa chất rồi cát sỏi rồi nó coi như là một cái bể lọc luôn, có nước và là lọc. Yeah. Lọc là sạch, có gì đâu. Aquí todo ano sempre tem água. Todos os anos sempre tem água. Então eu pensar se nosso fazer cacimba também lá no junto ao bairro também pode ter água. É... lá o caudal está muito distante. É, fundação. Está muita fundação.
Temos aí uma volta de 105 para encontrar a água potável, que está por dentro de uma pedra. É. Então, tem que haver uma furação de 50 a 150 metros de profundidade. Ah, sim. Sim. Mas nós já temos aí. Sim, sim, sim. Só que falta é a bomba. Esse é que estamos de baixo para cima. E assim, quando perdeu a bomba, e soba também, fui lá no administração pedir? Pedir. Nós temos os documentos na administração, temos os documentos no governo provincial. Sim. Por isso que ontem não me encontraram, porque eu estava lá no gabinete da província de Coanza Norte. Sim, pedi. Pedir. Mas saber ainda... o documento, a resposta do documento que lá já tem. Ah. É... Senhor administrador, aliás, senhor governador da província, ainda não fez o despacho do documento. Agora está à espera da resposta do senhor administrador municipal. Sim. O que nós queremos é a bomba. Porque nós temos, tivermos a nossa bomba aí, então não tem problema nenhum. Porque quando nós tínhamos a bomba lá no furo, nós estávamos muito preocupados com a água. Yeah. Tínhamos uma água boa, boa mesmo. Que sim, não aquele furacão aí, muito fundação, assim, muito sim, boa água. Muita boa água. Yeah. Que nem preciso, quanto foi ao laboratório, está aprovado. É. Uma água boa mesmo. É. Sim, água tá boa. Vendo? Água aqui, sapo, bicho, tudo aqui. Tudo está aqui. Tudo está aqui. Só que a nossa barriga tem um filtro, né? Aqui é Deus mesmo. É... Deus é tudo. Aqui é só mesmo, porque a vontade é do Senhor. Olha, quando cai ali, apodrece. Bao nhiêu là lại là rớt xuống dưới này này. Ở dưới này thì đây này chẳng hạn như ở đây là có cả ếch nhảy lúng túng lên chú ơi. Esses frutos aqui começam a cair aí, apodrece. Cái quả súng quả đô nó rớt xuống dưới này này. Nói chung mình đứng ở ngay cái chỗ này nhưng mà cái mùi nó rất là hôi luôn. Mùi hôi như kiểu mùi hôi bùn, hôi thối á mọi người, hôi của cái những cái lá, những cái rác rưởi nó rớt xuống đây á mọi người. Agora eu quero também fui lá no onde tem aquela furação, acima furação, para ver, quero ver a fundação dele, quero ver a medida dele, como. Podemos chegar. Sim, sim. Bây giờ thì mình sẽ quay về trở về trong cái làng ấy để xem thử coi là cái giếng khoan nó nằm ở chỗ nào. Với cả là mình sẽ tiến hành đo đạc chú nhỉ. Tiến hành đo đạc và xem thử coi là chú thông chú sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho các ba con bản ở đấy. Dạ, vâng muốn đấy. Hiện tại thì nhà mình cũng tới cái chỗ mà gọi là cái giếng mà đã khoan rồi mọi người. Cái chỗ mà mất cái máy bơm lên này. Đấy. Nó nằm thì sạt ngay ở ngoài cái khu vực đường mình đây luôn, gần ngay đường đây này. Đây, chỗ này thì có lẽ để lâu lắm rồi. É aqui? É aqui. À. Yeah. Cái suối đây kìa. Quả này là quả cọ đấy. Vâng, quả này là quả cọ đấy. Quả cọ đấy. Essa menina que meteu. Não, não, không phải là cọ đâu mà nó là cái quả. Coconut. Thuật nốt đấy à? Thuật nốt đấy. Dạ. Nó có họ này cọ mà. Cái này nó lấy dầu này. Vâng. À, lấy dầu. Ăn cái này cũng được này. Ta kì, xô vào ta kì. Họ ăn mà, họ ăn cái quả này này. Đó, cái này ăn được. Hoặc là cái này người ta giã như là ép dầu như là lạc ấy. Vâng. Đây cái bơm là nằm ở trong này mọi người này, cái giếng này là giếng khoan. Bây giờ thì nhà mình sẽ tiến hành đo đạc xem thử là nó có cái độ sâu bao nhiêu để mà mình biết cái ống xuống chú nhà. Bây giờ mình biết qua cái dây đâu, cuộn dây đâu. Đây cháu cầm vào đây đây. Sau này là vì là chú cháu chúng tôi là cái này là kỹ thuật thì không biết. Thế là sau khi đo đạc xong ấy là sẽ báo cáo với khán giả. À, các quý vị trong là ở Việt Nam hoặc ở đâu đó ai mà biết về cái kỹ thuật bơm nước rồi các thứ đấy thì là tư vấn cho chú cháu mình. Rất là may là có cái giếng này, con người ta đã khoan trước rồi ấy.
Yeah. Mình biết rồi, chỉ cần mua bơm rồi hệ thống các thứ dây rủng rồi ấy là mình ấy là thôi. Quả hoa bây đồ rồi xem gato nu roba rapido. Peso assim gato nu roba sozinho não dá. Não. Quả quê. Nặng như thế này mà ăn trộm thì phải vài người ấy chứ. Tira mau phải. Ôi, tira tira cuidado á. Dạ vâng. Đây. Ôi cái giếng này nó to ấy chứ à. Ờ à, đây là phi 14 người đấy. Có nghĩa là nó thuộc mấy mấy công nghiệp đấy. Đúng rồi. Vâng, Long là một khớn 140 này. Long là một 150. Đấy ở đây là nước ở trong này là mình tuy nhiên mình vẫn nhìn thấy nước ở dưới này nè mọi người, không phải là nên nên hơi bị khó. Đấy, ở đây là hồ Luz, cái Luz nè. Isso tava usa três fases? Três fases. Vâng, cái này đường điện. Vâng. Bơm lên nó cho ra đây ra đâu thì mình biết. Cái này chắc là bơm lên cả hai cái binh à, hai cái binh ở trên kia. Isso puxa água lá no aquele para puxar lá no que aquele tanque aqui lá em cima. Depois distribui. Assim fundação sabe quanto? A fundação da clava quando puxamos essa mangueira, até para mim mais que tal. Por era para para. Temos 50. Aquela moça? Sim. Tức là 3 cột điện. Temos uma 150. 150. 3 cột điện, 2 cột điện kia cũng phải gần 100 mét đấy chú. Ít 150 chú. Xấu đấy nhỉ, cái giếng này xấu đấy. Nói như là buộc hòn đá vào. Buộc hòn đá vào mình cứ để cái mép mình thả xuống. Cái này, cái chính cái này là nó mới treo cái bơm đấy. Dạ, treo cái dây đấy. Treo cái dây bơm đấy. Phá này, này. Đem bà, mi đa số mà pedra á. Nói chung là lần trước thì mình lên cũng thấy kênh có khán giả nói là người ta có thể làm được ấy. Đúng, người ta có thể làm được. Giả sử như có một cái ông trưởng bản nào đấy mà ông ấy năng động ấy. Thì là kêu gọi bà con mỗi người bỏ ra một ít tiền, thế là mua cái máy lắp vào có nước sạch. Nhưng mà quả thực là cũng phải thông cảm. Vì ở đây cái vùng này người ta nghèo lắm, nghèo lắm, để có một cái số tiền mua máy bơm lên đây rồi để sắm được cái bơm rồi sắm dụng cụ các thứ thì quả thực là cả một vấn đề. Thì thôi mình cũng sân si đi một tí thì thôi cố gắng giúp người ta cũng là còn phước trên tinh thần là như vậy. Nói chung là khán giả ai mà góp ý cái đấy cũng là đúng. Thì như ở nhà mình thì bây giờ nếu mà không còn được thì mỗi người một giếng ấy chứ. Nhưng mà còn mỗi nhà giếng khơi ở ngoài ấy. Còn chẳng hạn như thế này thì nhà mình là góp mỗi người một tí là nó ra liền ấy mà nó nhanh. Ở đây thông cảm với cuộc sống ở châu Phi nó khác hẳn cuộc sống ở Việt Nam. Nó khi xin nào vay về cả về suy nghĩ rồi năng động rồi vân vân và vân vân ấy. Người bên này người ta kém năng động lắm. Họ dân trí đang còn thấp ấy chú. Dân trí rất là thấp. Với cả nhiều nơi còn không có trường học quý vị nha. Không có trường học, không điện, không nước. Xuống. Không cái gì hết. Và nhà cửa rất là lụp sụp. Nó giống như kiểu mình không thể nói là lụp sụp như thế nào được. Bây giờ là mình sẽ tiến hành cái việc đó nha mọi người.